Xin chào các bạn. Thì hôm nay Trình sẽ giới thiệu tiếp cái phần mà chúng ta sẽ học cách lựa chọn từ khóa sao cho nó phù hợp. Đấy, từ khóa sao cho nó tốt. Chúng ta có thể biết được lưu lượng truy cập của một từ khóa là thường ngày là từ khóa đó nó có tốt hay không? Nó không tốt. Đấy. Chiến lược để chúng ta có được cái từ khóa tốt. Đấy. Chúng ta đấu thầu như thế nào? Từ khóa nó có đấu thầu đấy các bạn. Trong cao cấp nó có đấu thầu đấy. Chúng ta truy cập vào cao cấp, chúng ta vào cái mục là ước tính lưu lượng truy cập. Tại đây thì bạn sẽ gõ cái từ mà các bạn cần khảo sát. Đấy thì bạn sẽ gõ cái từ mà bạn cần khảo sát truy cập nhiều ít tại cái mục mà ước tính lượng truy cập. Đấy, ví dụ như là tôi gõ cái cụm từ là Nguyễn Công Trình chẳng hạn. Đấy. Tôi chọn khu vực Việt Nam, trang kết quả trên cao cấp, tôi chọn ra xem thử. Hiển thị thì 294 số lượt click. Đấy. Thống kê cho 30 ngày gần đây có 20 click. Cho cái từ này. Đúng không? Tên của tôi ấy. Hoặc là tôi muốn khảo sát cái từ là học quảng cáo. Không cần cái hoa này. Đấy, thì tôi sẽ xem thử. Đây, chỉ có số lượng hiển thị chỉ có một thôi các bạn. Click thì không. Đối với từ quảng cáo cao cấp thì số lượng hiển thị nó nhiều hơn, số lượng click thì nó lại quá nhiều. Do vậy cái từ này chúng ta chọn này, từ này chúng ta sẽ chọn. Trong cái phần chiến dịch này chúng ta sẽ bốc cái từ này bỏ vào. Marketing, đây có từ quảng cáo cao cấp đây. Và chúng ta quan sát thấy này, giá thầu của nó 500. Thì một điều lưu ý này, giá thầu mà càng cao thì sẽ được ưu tiên, càng được ưu tiên hiển thị. Trên trình duyệt cao cấp thì từ này tôi sẽ đặt là cho nó là 30.000 đi, 30.000 cho một lượt clip. Giá trị trung bình của nó là 30.000. Đấy. Là nó rất cao. Và ví dụ như là sau một khoảng thời gian thì từ khóa mình quan sát thấy là cái lượng này, cái lượng CTR này, CTR của cái từ khóa gì nhỉ, từ khóa quảng cáo cấp cấp mà nãy mình vừa nói. Nó tăng lên, tăng nhiều và nhiều click vào thì lúc đó bạn sẽ hạ giá thầu xuống để giảm chi phí. Chi phí quảng cáo, đúng không? Bởi vì nó đã xuất hiện nhiều rồi thì nó bộ máy tìm kiếm dò tìm nó sẽ quét thấy thì nó sẽ ưu tiên rồi, cho nên bạn sẽ giảm giá thầu xuống. Ví dụ sau một khoảng thời gian thì
thì cái CTR của này là chẳng hạn nó đạt được là CTR nó đạt được là 90% chẳng hạn, không, còn cỡ 70% chẳng hạn, thì lúc đó ta giảm xuống còn là 3.000, 3.000 thôi, không đặt cao nữa. Ở đây ba nãy là mình có nói cái từ từ những công trình đúng không? Nó thêm vào từ này cũng khá nhiều lượt click, thì chúng ta thêm vào 3.000, đến khi nhiều rồi thì chúng ta sẽ hạ nó xuống. Là chúng ta xong cái việc mà chúng ta lựa chọn cái từ khóa như thế nào cho nó phù hợp với cái chiến dịch của chúng ta. Chúng ta làm sao để chúng ta tối ưu hóa cái việc mà hiển thị quảng cáo của mình. Và video của tôi đến đây là kết thúc buổi học của tôi, là còn thêm một buổi nữa. Các bạn chú ý xem cái video cuối cùng. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.